người đàn ông dính nghi án yêu Cathy Nguyễn, Will hẹn hò bí mật, Khương Lê phim giả tình thật. Từ hình ảnh hot girl mạng xã hội, Cathy Nguyễn trở thành nữ diễn viên được săn đón sau khi tham gia một vài bộ phim điện ảnh. Giới chuyên môn đánh giá mỹ nhân sinh năm 1999 có vẻ ngoài xinh đẹp, lạ mắt, đặc biệt chứng tỏ được thực lực diễn xuất ngay từ những dự án đầu tiên góp mặt. Dù đến nay đóng chưa tới 10 bộ phim, nhưng Cathy Nguyễn đã sớm lọt vào danh sách những ngọc nữ thế hệ mới của làng phim Việt, được so sánh ngang hàng với đàn chị Ninh Dư Lan Ngọc trong nhiều lần đóng chung. Những dự án điện ảnh có sự góp mặt của Cathy Nguyễn đều cán mốc doanh thu 100 tỷ, tạo bàn đạp cho người đẹp 9X tiến sâu hơn vào làng giải trí. Cũng từ đó, khán giả yêu ái gọi cô là mỹ nhân 100 tỷ. Sau khi nổi tiếng nhanh chóng, ngôi sao 24 tuổi thừa nhận cô sống kín tiếng hơn, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Năm 2021, Cathy Nguyễn từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Chuyện tình cảm của Cathy được nhiều người chú ý vì lúc đó mình để nó quá mở, còn hiện tại thì không có gì hết." Nữ diễn viên phim Gái già lắm chiêu cho biết muốn người đồng hành phải cho cô không gian để làm những việc mà mình yêu thích. "Giống như khi tôi đi diễn với rất nhiều bạn diễn nam thì họ phải hiểu đó là công việc, và khi tôi về nhà thì phải hiểu tâm sự với mình, cho mình một cuộc sống bình thường. Đó là những gì Cathy mong muốn, chắc là sự an toàn," cô chia sẻ. Đặc biệt, Cathy cho rằng người đàn ông muốn tiếp cận mình thì phải vượt qua được ải gia đình, từ ba mẹ cho đến anh trai. Nữ diễn viên đưa ra tiêu chí cho bạn trai: "Trung thành, thật thà với nhau, phải chia sẻ được những chuyện cần chia sẻ, tôn trọng gia đình và công việc của tôi. Cathy không đòi hỏi nhiều quá về ngoại hình, gia thế của người đó đâu, mình chỉ mong là cả hai hợp nhau về cách sống." Và clip hôm nay, hãy cùng theo Hero Thanh điểm qua 3 người đàn ông từng dính tin đồn yêu Cathy Nguyễn nhé! Ca sĩ Will có tin đồn hẹn hò bí mật, chuẩn bị đính hôn nhưng lại sớm chia tay. Năm 2017, Cathy Nguyễn bước vào showbiz khi đảm nhận vai chính của bộ phim Em Chưa 18, đóng cặp với ca sĩ Will, cựu thành viên nhóm nhạc 365. Lúc đó, nữ diễn viên chỉ mới 18 tuổi. Cặp đôi nhanh chóng bị đồn là phim giả tình thật, không chỉ vì những thước phim quá tình cảm trên màn ảnh mà bởi ngoài đời cũng rất gần gũi, thân thiết với nhau. Với thành công rực rỡ của bộ phim năm đó, Will và Cathy trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tại nhiều sự kiện, họ xuất hiện tình tứ bên nhau với cử chỉ thân mật. Sau đó, Cathy Nguyễn còn tham gia đóng MV ca nhạc của Will, có nhiều cảnh ôm hôn gây sốt. Nhiều nguồn tin hậu trường cho biết cả hai có tình cảm rất hợp nhau, nhưng trước truyền thông vẫn khẳng định chỉ là bạn bè. Cựu thành viên nhóm 365 từng đính chính, mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường, vẫn là bạn bè giúp đỡ nhau thôi. "Lúc trước rảnh rỗi, chúng tôi thường đi cùng nhau, còn giờ Cathy đang bận quay phim mới và tôi cũng có dự án riêng. Tôi không muốn dành nhiều thời gian cho tình cảm mà thay vào đó là tập trung cho sự nghiệp." Còn từ phía Cathy, động thái né tránh khi được hỏi về Will lúc đấy của cô đã gây chú ý: "Chuyện tình cảm là điều riêng tư nên em không muốn đề cập quá nhiều trên mặt báo." Có thời điểm cặp đôi bị nghi ngờ đã bí mật đính hôn khi Hoàng Rapper viết trên trang cá nhân về việc tham gia tiệc đính hôn hoành tráng của ca sĩ một nhóm nhạc quốc dân và diễn viên một bộ phim có kỷ lục phòng vé. Trước đó, nhà thiết kế Lý Quý Khánh cũng đăng bức ảnh hậu trường được cho là của cả hai, viết: "Sao còn trẻ mà tính đến ngày đặc biệt rồi?" Lúc đấy, nhiều người đã ngay lập tức gọi tên Will và Cathy, nhưng họ không có động thái đính chính hay thừa nhận tin đồn. Đến giữa năm 2018, cư dân mạng thấy cả hai không còn xuất hiện hay tương tác trên mạng xã hội nên cho rằng họ đã chia tay. Ở một sự kiện, khi được hỏi về mối quan hệ với Cathy Nguyễn, Will phản hồi: "Tôi và Cathy chưa tiến đến mức độ người yêu thì làm sao có chuyện rạn nứt hay chia tay. Chúng tôi chỉ xem nhau là bạn bè. Nếu cứ chụp hình, đi chung với nhau là hẹn hò thì chắc showbiz này tôi có đến cả 100 người yêu chứ chẳng đùa." Nam ca sĩ hy vọng đây là lần cuối phải nhắc đến ồn ào tình cảm với nữ mỹ nhân 9X. Nói tới chuyện không còn tương tác trên mạng xã hội, Will thừa nhận cả hai đã có những hành động riêng và bận rộn với công việc cá nhân nên ít gặp gỡ nhau. Người mẫu Europol, cực phẩm người Nga khi bắt gặp hẹn hò riêng với Cathy, từng lên sóng người ấy là ai? Bẵng đi một thời gian sau tin đồn tình ái với Will, đến tháng 10 năm 2019, Cathy Nguyễn bị bắt gặp đi ăn riêng với mỹ nam ngoại quốc có khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao ráo. Thông tin về chàng trai này nhanh chóng được dân mạng truy lùng. Theo đó, anh là người mẫu Nga tên Europol, sinh năm 1992, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Yura sở hữu vẻ ngoài rất điển trai, phong độ, dễ chinh phục người đối diện. Nhiều người còn phát hiện ra, nam người mẫu đã theo dõi nữ diễn viên 9X trên Instagram. Đến năm 2020, Europol trở thành một trong những cực phẩm tham gia game show hẹn hò Người ấy là ai.
Trong chương trình, anh xuất hiện với màu xanh, độc thân, để lại nhiều tiếc nuối khi không được nữ chính lựa chọn. Cuối năm 2020, nam thần người Nga bất ngờ thông báo đã cầu hôn bạn gái thành công và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Vợ sắp cưới của anh là người mẫu Phương Bali. Cặp đôi không chỉ khiến dân mạng suýt xoa vì nhan sắc xứng đôi và gu thời trang hợp giờ, mà độ lầy lội cũng không phải dạng vừa. Diễn viên Khương Lê, rapper dính tin đồn phim giả tình thật, thừa nhận thần tượng và say mê vẻ đẹp của Katy. Năm 2021, Katy Nguyễn tiếp tục gây lên tiếng vang khi xuất hiện trong Gái Già Lắm Chiêu Năm, đặc biệt khi cô có nhiều màn tương tác với diễn viên Khương Lê. Trên màn ảnh, họ lập cặp đôi tranh xả, lúc nào cũng xuất hiện xanh điệu và thu hút mọi ánh nhìn. Vì thế, fan của vũ trụ điện ảnh Gái Già đã tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi này. Nhiều bộ ảnh lung linh của Katy và Khương Lê được tung ra sau đó, cũng khiến người xem cảm tưởng họ như một cặp đôi đang yêu. Tuy nhiên lần này, khác với những ồn ào trước đó, Katy Nguyễn cùng bạn diễn nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn. Mỹ nhân siêu vòng 1 cho biết, với yêu cầu kịch bản là Katy Nguyễn và Khương Lê phải yêu nhau cuồng nhiệt mà. Nhưng theo Katy, việc một diễn viên có thể khiến khán giả tin vào hành động, tình cảm của họ khiến người ta muốn ghép cặp thì đó là một dấu hiệu cho thấy mình đã thành công. Trong khi đó, Mỹ Nam sinh năm 1988 thừa nhận từng yêu thích thần tượng Katy Nguyễn từ những bộ phim đầu tiên cô đóng. Anh cũng say mê vẻ đẹp của nữ diễn viên nhưng chỉ cảm mến chứ không có bất kỳ tình cảm nào hơn. Được biết, mới đây nhất, Katy Nguyễn nói vui dự định lập gia đình sớm của cô có phần trái ngược với mong muốn của bố. Do ông từng bảo, con 30 tuổi mới cho con lấy chồng. Cô không đặt tiêu chí cụ thể về hình mẫu lý tưởng, song đánh giá cao những người luôn quan tâm đến gia đình. Từ nhỏ, cô được mẹ dạy bảo chuyện bếp núc, nội trợ, lo lắng sức khỏe cho người thân. Đi diễn về, dù mệt đến đâu, tôi vẫn muốn nấu một bữa cơm cho ba, bởi hạnh phúc với tôi là được chăm sóc những người yêu thương, cô nói. Từ Mỹ về nước đóng phim năm 17 tuổi, Katy Nguyễn cho biết may mắn khi va chạm và trưởng thành sớm so với độ tuổi. Vài năm trước, cô thành lập công ty giải trí riêng, được bố hướng dẫn và điều hành công việc, quản lý nhân sự. Gia đình là điểm tựa giúp tôi thoát khỏi những cám dỗ cuộc sống. Dù ở đâu, ba mẹ luôn theo dõi tôi từng giờ, diễn viên nói.